Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 1, trang 45, sách giáo khoa hình học 11. Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác. Rồi, ở trên hình 2 chấm số này là một vài hình biểu diễn hình chóp tam giác. Và bây giờ ta sẽ đi vẽ thêm nhé. Đây. Đó, phải vẽ một hình chóp tam giác. Ngoài ra, có thể vẽ thêm như sau. Nhìn hình thầy vẽ này các em có thể thấy hơi lạ đúng không? Tại vì sao? Ta đang nhìn hình chóp tam giác này ở vị trí nào nhỉ? Từ trên xuống đúng không? Từ trên xuống thì ta sẽ thấy hình ảnh của hình chóp tam giác sẽ là hình này.